Mời các bạn sửa file VLOOKUP cấp đời số 3. Đời số 3 này các thấy, các bạn thấy là đầu tiên là cái tên hàng, được chưa? Thứ hai là trị giá. Đó. Tên hàng thì các bạn lưu ý là tên hàng thì ở đây, người ta là tên hàng nè. Đó, đây sửa thành chữ T giùm anh nha, được chưa? Đó. Rồi, tên hàng ở đây các bạn thấy nè, người ta nói gì đây? Tên hàng là cái bảng này nên mình sẽ dùng đó là VLOOKUP cấp. Được chưa? Trị giò các bạn nói là cái B3. Bảng giò các bạn quét từ cái trị giò quét đến kết quả cuối cùng của mình nè. Nhớ F4 rồi. Biến dòng trả về, đây là dòng số 1 và còn lại là dòng số 2. Cách giò chữ nên số 0, cái này đơn giản nên không có. Đó. Được. Ở đây là HLOOKUP cấp nha các bạn. Mình xin lỗi các bạn, đây là HLOOKUP cấp nha. Đó. Tại vì mình dò theo hàng nên mình dùng HLOOKUP cấp nha, đánh nhầm nha. Đây. Đầu tiên là trị giò là B3, B2 nè. Bảng giò nè. Giá trị hàng trả về và cách giò, lưu ý nha. Này giò theo hàng nên dùng HLOOKUP cấp. Rồi cái này thì khá dễ nha. Trị giá người ta nói rằng bằng số lượng nhân đơn giá, tuy nhiên còn thêm một cái if nữa. Thì các bạn lưu ý mình sẽ giải quyết cái đầu tiên là cái đơn giá trước. Đơn giá thì các bạn thấy là người ta dựa vào ngày tháng và chuỗi. Thì các bạn lưu ý anh có một cái clip mà anh có nói về cái phần lưu ý này. Thì khi mà gặp ngày tháng và chuỗi thì ưu tiên ngày tháng làm trị giò để mình dùng cách giò số 1 bằng VLOOKUP cấp. Ngày tháng. Trị giò xong quét bảng giò F4 chấm phải if nếu là TV, tức là tên hàng bằng chữ TV thì bạn trả về cột số 2. Ngược lại nếu như cái tên hàng các bạn bằng chữ tủ lạnh. Đó, tủ lạnh. Thì bạn trả về cột 3. Còn lại là cột 4, 1 if, 2 if, cách dò số ngày tháng không liên tục, cách dùng số 1. Các bạn thấy. Đầu tiên là trị giò là ngày bán nè, D2 nè. Bản giò quét từ gì đây? Quét từ A15 các bạn quét đến D17. Sau đó if nè, nếu như cái C2 các bạn mặt hàng nè bằng chữ TV. Đây là cột 1 và TV cột 2. Nếu là tủ lạnh thì cột 3, điểm là 1, 2, 3. Còn ngược lại máy giặt là cột 4. Cách dò mình là ở đây D2 nó là gì, là ngày tháng. Do ngày tháng nên mình dùng đây là số 1. Đây là mình ra xong cái đơn giá, sau đó bạn nhân cho số lượng, bạn sẽ ra được trị giá. Do, tuy nhiên người ta nói nếu trị giá, nếu gì? Tính trị giá nếu là cái gì đây? Cái số lượng nó lớn hơn 400 hay mặt hàng là TV. Tức là bạn nhân tiếp cho một cái ít nếu. Ở đây nó là O. Được chưa? Cái số lượng các bạn nói gì đây? Nó từ 40 trở lên, tức là 40 trở lên, hoặc cái gì đây? Cái tên hàng, tức là cái này nè, cái C2 nè bằng chữ TV. Nếu đúng một trong hai điều kiện này thì cái trị giá bạn được giảm 8%, tức bạn trả đây là trả 92% tiền, và ngược lại bạn trả 100% tiền. Đó, tức là các bạn lấy cái VLOOKUP cấp bạn nhân cho cái E2 bạn ra được thành tiền. Và thành tiền sau đó bạn đem nhân gì đây, nhân cho một cái điều kiện if. Nếu điều kiện nó đúng thì bạn giảm đi 8%, tức bạn còn trả 92% nhân cho thành tiền, ngược lại là 100% nhân cho thành tiền. Đó, thì đây là cái câu các bạn lưu ý, tức là cái VLOOKUP cấp VLOOKUP cấp sau đó họ sẽ nhân cho một cái if hoặc là ghép nối với một cái if tùy theo bài toán nha. Rồi các bạn sửa vô giùm anh chỗ này. Rồi đề số 4 này thì người ta nói sao đây các bạn? Người ta cho bạn một cái bảng dữ liệu và dựa vào cái mã hóa đơn. Nó dựa vào mã hóa đơn và bảng phụ để bạn điền vào cái tên sản phẩm, vùng, số lượng và đơn giá. Đây, tên sản phẩm, vùng, số lượng và đơn giá. Rồi, cái này thì tương đối là dễ dàng, không khó lắm. Anh nghĩ là theo các bạn thì những cái này thì các bạn đã làm được nhiều lần rồi. Sẽ làm tương đối nha. Bằng VLOOKUP cấp. Ở đây các bạn nói là X15. X15 cái từ giữa các bạn dùng mid. Chuỗi sen. Ký tự bắt đầu lấy là ký tự 1, 2 và 3. Lấy. Và ký tự. Trị giò xong mình quét bảng giò. Đây, mình quét bảng giò nè. F4. Trả về cột 2. Cách giò không tại vì nó là chữ. Và các bạn lưu ý ở đây anh lấy ra là X95. Và nó là chữ chứ không phải là chuỗi số nha các bạn. Nhớ nha. Khi nào là chữ và khi nào là chuỗi số các bạn nhìn cho kỹ giùm Hoàng. Thứ nhất. Thứ hai là vùng. Vùng thì người ta nói các bạn nó dựa vào ký tự. Được chưa? Đó. Vùng 2 nè. Vùng 2 là ký tự bên trái. Thì giờ số lượng là ký tự phía sau này. Rồi. Vùng ở đây các bạn nhớ là value. Và less. Less 1 ký tự. Đó. Và đóng value lại. Được chưa?
Thứ hai là số lượng, các bạn là right. Đó, right ở đây các bạn lưu ý, right 3 là bạn sai liền nha, và phải right len. Tại vì á, có khi nó là 3, có khi là 4. Nữa nha, right trừ cho 1, 2, 3, 4, 5 và 6 ký tự, bao gồm số 2, 2 dấu gạch và x 95, tức là trừ cho 6. Và nhớ về liệu. Nữa nha, bạn coi coi, bạn lấy ra nó là chuỗi thì mình không có value. Nhưng mà nếu là chuỗi số thì mình phải dùng value. Đó, được chưa? Và tiếp theo cuối cùng các bạn là đơn giá thì ở đây. Thì anh làm cái đơn giá nữa rồi cho các bạn sửa vô. Đơn giá ở đây thì các bạn lập VLOOKUP. Thì trị do cái này bạn có hai lựa chọn. Một là tên sản phẩm, hai là mã sản phẩm. Giả sử anh dùng mã sản phẩm. Dùng mã sản phẩm thì các bạn dùng đó là hàm mid. Chuỗi set. Ký tự bắt đầu lấy là ký tự số 3 và lấy 3 ký tự. Ở đây các bạn lấy ra là chữ, mình không có dùng value. Sau đó mình quét cái bảng dò từ trị dò đến kết quả cuối cùng. Sau đó mình dùng if nếu như gì vùng 1 các bạn nè, cái vùng này bằng số 1 thì bạn trả về đây là cột 1 nè, cột 2 và đây là cột số 3. Và ngược lại các bạn là cột số 4 1 if. Cách dò bảng x95 nó là chữ nên mình dùng số 0, các bạn enter thì các bạn được hoàn thành 3 câu. Nha. Đó, mình hoàn thành 3 4 ý nữa ha. Rồi, các bạn sửa vô dùm hoài. Ở đây. Đi tiếp các em. Tiếp theo là chiết khấu nè và thành tiền. Chiết khấu người ta nói rằng nếu cái tổng giá trị các bạn nó 7% tổng giá trị, nếu cái gì đây? Có số lượng từ 900 trở lên và xuất trong quý 3 năm 2019 thì ở đây các bạn bắt buộc các bạn dùng if ha. Dùng if thôi các bạn. Nó if gì đây? Bài này mình có if đó and. Cái điều kiện đầu tiên các bạn á, điều kiện đầu tiên các bạn là gì? Có số lượng từ 900 trở lên, tức là số lượng lớn hơn bằng 900 là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai các bạn nó là quý 3 năm 2019, tức là and nữa, nên mình không cần phải viết thêm một and nữa, được chưa? Nên mình dùng cái quý là int hai ngoặc man, được chưa? Man của cái này trừ 1 đóng ngoặc chia 3 đóng ngoặc cộng 1 bằng quý 3. Chờ. Nó quý 3 và năm 2019. Nó thì mình dùng hàm đó là hàm year. Nó year con này bằng 2019. Đóng hàm end lại chấm phẩy. Nếu nào này đúng thì bạn được chiết khấu bao nhiêu này? Người ta nói bạn nếu này đúng thì bạn chiết khấu là 7% trị giá. Được chưa? Đó, nếu này đúng thì bạn 7% ngược lại bằng 0% và tất cả đem nhân cho trị giá. Mà trị giá thì bằng số lượng nhân đơn giá. Được chưa? Các em lưu ý giùm anh chỗ này. Được chưa? Nó các em lưu ý nè. Nó thứ nhất đó là hàm n này các bạn thấy nè. Đầu tiên là lớn hơn bằng 900. Thứ hai nó là quý 3 và thứ tư nó là năm 2019. Nếu đề đúng thì các bạn thấy lưu ý khi bạn viết chiết khấu, viết giảm giá, bạn nhân cho con số nhỏ. Bạn đang viết thành tiền tổng cộng thì bạn nhân cho con số lớn. Được chưa? Số nhỏ ở đây thí dụ như 7%, 8%, 10, 15% gì đó. Được chưa? Thứ nhất đi số nhỏ thì nó sẽ đi dưới 0. Số lớn thí dụ 95, 93, 98% gì đó, và khi đi số lớn thì nó sẽ đi dưới 1, tức là 100%. Các bạn lưu ý nó phụ thuộc vào bạn đang tính cái cột, bạn tính đó là cột gì. Cột đang tính là cột gì nha, nên các bạn lưu ý giùm anh chỗ này. Rồi, còn thành tiền thì nó bằng cái gì đây? Bằng số lượng trừ chiết khấu ha, cái này thì không có khó gì hết nha. Bằng số lượng các bạn nhân đơn giá nha. Đó, sau đó bạn trừ cho chiết khấu, cái này thì dễ dàng rồi nha. Rồi, các bạn sửa cái công thức này vô giùm anh nha. Chú ý, viết tuyệt đối cẩn thận với công thức tính quý nha. Bạn viết sai một dấu ngoặc là sai hết trơn toàn bộ công thức tính quý nha các bạn. Rồi các bạn sửa vô dùng hoài. Rồi. Rồi bây giờ các em mời các em qua đề số 5. Đây. Đề số 5 thì cái này thì nó cũng tương tự như cái mấy đề trước. Các bạn thấy nè. Đó. Tên hàng, hạn sản xuất, thuế và định tiền. Đó. Thì bây giờ đầu tiên tên hàng. Tên hàng thì các bạn thấy đây nè. Cái bảng tra nè. Nó đây tên hàng và tra bảng 1 à đây bảng 1 đây
tức là xăng dầu nhớt. Rồi, hãng sản xuất thì nếu là hai ký tự mà bên phải nè các bạn, nó là TN thì bạn phải trả về chữ trong nước, và ngược lại bạn tìm ở bảng hàng đó. Rồi đơn giá ở đây anh làm nhanh luôn nha, tức là những cái nào giống giống nhau thì anh sẽ làm một lần luôn. Tính đơn giá được chưa, theo ký tự đầu của bảng 1 này, đơn giá đây, tức là chỗ xăng dầu này đó. Rồi hãng sản xuất, nếu như mà trong nước thì thối bằng 0, ngược lại thì bạn tra trong bảng này đó, được chưa. Và thuế nó yêu cầu bạn á, phải quy ra tiền, có nghĩa là số lượng nhân đơn giá và nhân cho thuế xuất luôn. Rồi cái này thì nó tương đối là giống nhau nên sẽ làm nhanh cho các bạn luôn. Rồi tên hàng thì các bạn thấy nè, là VLOOKUP. Trị dò các mình ở đây các bạn là chữ X, chữ X các bạn nó nằm cái từ bên trái, các bạn dùng LED, các bạn dùng LED. LED ở đây các bạn chỗ này nè, cái mình họ mình nó bị che rồi thì mình đánh đây chữ B3, được chưa, một ký tự. Trị dò xong nè, trị dò xong mình quét bảng dò nè các bạn, nó F4 trả về dòng 2, ố xin lỗi, cột 2 cách dò 0. Rồi hãng sản xuất các bạn, người ta nói rằng nếu như mà ký tự bên phải, tức là bạn dùng right các bạn, right 2 ký tự nè mà nó bằng chữ TN, các bạn lưu ý, thì bạn trả về chữ trong nước nó. Và ngược lại bạn là cái bạn HLOOKUP, tại nó dò theo hàng. Và ở đây các bạn là right tiếp, và lưu ý right lấy hai ký tự này ra, nó là chữ nên các bạn không có value. Sau đó mình quét cái bảng dò F4 trả về dòng 2, cách dò mình là 0, các bạn đóng hàm với HLOOKUP và đóng hàm if lại, các bạn enter. Đơn giá thì các bạn thấy nè, nó là VLOOKUP, được chưa. Ở đây các bạn có hai lựa chọn, một là xăng dầu, hai là chữ X, chữ D. Ở đây hoàng giả sử XD luôn, tức là LED. Đây là chữ lấy ra nha, nên nó sẽ không value. Trị dò xong quét bảng dò, quét cho đúng và đủ, không quét dư, trả về cột 3, cách dò là chính xác. Ở đây bạn thấy cột 1 nè, cột 2 và cột 3. Tương tự về thuế thì các bạn thấy nè, nó bằng cái VLOOKUP, hoàng giải quyết cái VLOOKUP trước. LED gì đây, LED một ký tự nè, một ký tự nè. Sau đó mình quét nè các bạn, nó trả về cột 4, cách giờ là 0, mình ra được cái bảng thuế. Và thuế sau đó người ta yêu cầu bạn đem nhân cho gì đây, nhân cho số lượng và nhân cho đơn giá, mình ra được thành tiền của thuế. Và tuy nhiên người ta còn nói rằng nó, người ta còn nói rằng nếu như mà cái gì, cái hạng sản xuất này nó bằng trong nước thì mình gắn cái chữ trong nước vô các bạn, nó thì nó trả về 0, và ngược lại chính là cái VLOOKUP nó. Sao các bạn đóng hàm lại vậy thôi, được chưa. Còn thành tiền thì bạn bằng số lượng nhân đơn giá trừ thuế nha, được chưa? Thì bằng nè, số lượng nè, nhân nè, đơn giá nè, đóng hoặc lại trừ cho thuế, nó khá là dễ dàng các bạn nha. Rồi các bạn thấy nè, người ta nói rằng nếu là trong nước thì bạn trả về không, tính thuế, và ngược lại là gì, là bạn thuế này sau đó bạn đem dò, được chưa, bạn đem nhân cho số lượng và đơn giá. Rồi được chưa, thì đề này là khá đơn giản rồi, các bạn sửa hết mấy ý này vô dùng hoàn, sau đó mình đi tiếp. Rồi thì bây giờ mình tiếp tục ở đề số 6 đây. Ok, người ta giới thiệu các bạn nếu là X là xe, là B là máy bay, và T là tàu. Tuyến du lịch thì đây, đi đâu đó, phương tiện, được chưa. Này mình giải quyết từng ý nha, giải quyết từng ý. Thứ nhất á, mình sẽ giải quyết cái phương tiện trước. Giả sử phương tiện thì người ta nói nếu là X, B và T nó là ký tự bên phải thì các bạn dùng right. Và đây đó là gì, right một ký tự. Rồi nếu nó là B, ở xin lỗi, nó là gì đây, nếu là X thì nó là chữ xe. Và ngược lại nếu như cái bên phải các bạn một ký tự mà nó bằng chữ B thì bạn trả về chữ máy bay, được chưa. Và ngược lại nó là tàu đó. Rồi cái này nhẹ nhàng nha, không có gì hết. Còn cái tuyến du lịch các bạn, đây là ký tự bên trái thì mình dùng đây là VLOOKUP kết hợp với LED, được chưa? Kết hợp với LED và VLOOKUP kết hợp với LED nha các bạn đó. Và ở đây người ta nói rằng LED 3 ký tự, và sau đó mình đem cái bảng dò nè các bạn, đem cái bảng dò nè đó, trả về
cột 2 cách giờ mình không, tại vì nó là chữ. Đây là những cái câu quen thuộc nãy giờ nha, nên không có mở lại cho các bạn. Rồi phí ăn ở, phí ăn ở đây là phí cho một ngày đó, phí cho một ngày, được chưa? Rồi phương tiện và tổng cộng thì mình sẽ dựa vào nhiều ngày. Thì đầu tiên anh sẽ giải quyết cái tiền ăn của một ngày đã, được chưa? Đây chi phí phương tiện, tiền ăn một ngày, tiền ăn một ngày các bạn bằng gì đây? Bằng cái VLOOKUP. Ở đây mình có thể dùng ký tự bên trái, ba ký tự, hoặc dùng các bạn dùng chữ Huế luôn cũng được. F4 trả về, tức là bạn có thể chỉ dò là cái Huế này hoặc cái mã này hoặc là cái tuyến này cũng đều đúng hết. Rồi trả về đây là cột 1, cột 2, cột 3, cột 4 và cột 5. Thì đây là cột số 6, cách điều mình là không. Thế nên là tiền ăn cho một ngày, phí ăn ở nha, chi phí ăn ở cho một ngày, được chưa? Rồi tại người ta không nói rõ nên đây mà Hoàng dùng là một ngày. Phí phương tiện, phí phương tiện đây thì rất này là cái bảng này, thì cái bảng này thì trình độ mình dùng sẽ là VLOOKUP kết hợp với IF hoặc là HLOOKUP cũng được. Thế đây anh sẽ phân tích là nếu anh dùng VLOOKUP thì anh dùng 1 IF và 2 IF, nhưng mà nếu anh dùng HLOOKUP thì anh dùng 1 IF, 2 IF, 3 IF đó. Tức là nếu dùng V anh sẽ ít hơn thì anh sẽ dùng VLOOKUP. Thì giờ anh nói chắc này có hai lựa chọn, một là chữ Huế này đó, cái mã hoặc là cái tên. Giả sử anh dùng mã thì dùng led đó, led 3 ký tự. Trị dò xong mình quét cái bảng dò này các bạn, đây quét tới đây thôi, được chưa? Bảng dò F4 sao mình dùng ít, nếu như gì cái phương tiện bạn nó bằng gì này, bằng máy bay nó, thì bạn trả về cột 3, đây là cột 1 nè, đây là cột 2 và đây là cột 3. Và nếu như cái phương tiện bạn nó bằng tàu thì bạn trả về cột 4, còn lại là cột 5, 1F, 2F. Cách dò mình là không tại vì nó là chữ. Còn cái tổng cộng này thì các bạn lấy gì này, ở đây các bạn lưu ý nè, bạn lưu ý dùng hoàn các bạn sẽ bị sai nè đó. Bằng phí phương tiện là thứ nhất nè, bằng cộng do gì, cái phí ăn này, nhưng mà phí ăn này bạn phải đem nhân cho cái số ngày họ đi, và họ đi kết thúc vào ngày 20 này. Thì ngay chỗ này bạn nhớ F4 hoặc là bạn dùng hàm DAT như chỗ này nói nha, DAT 2019 tháng 10 ngày 20 nó trừ cho gì, trừ cho ngày khởi hành, bạn ra được số ngày họ đi nó, mình tính trọng chi phí. Thì các bạn lưu ý nha, cái này gọi là sai định dạng, các bạn chuyển qua General bằng cách lấy chụp phải và sao hoặc là chọn trên đây cũng được, cả hai đều đúng nha. Nó thì nó ra phí rồi kìa các bạn, mình kéo xuống đây, đây đây là phí phương tiện nè. Đó. Đó. Rồi ở đây anh đặt cái bên đây cho các bạn dễ nhìn nha. Đó. Rồi đây là cách tính nha, đây là cách tính của tổng cộng nha các bạn. Rồi các bạn lưu ý, các bạn sửa vô giùm mình, các bạn sửa vô giùm mình. Tiếp tục các em, tiếp theo là đề 7 nha. Đây đề 7 thì người ta cho bạn gì này, cái tên sản phẩm này anh dò sẵn luôn nha, thầy dễ quá làm sẵn cho bạn nè. Nó đơn giá số lượng gì đây, đây thì mình coi mình là gì đây. Đầu tiên đơn giá này thì các bạn thấy nó phân biệt bằng hai loại xe, được chưa? Đây nó thì mình có hai lựa chọn, một là tên sản phẩm, hai là mã số. Giả sử Hoàng dùng mã số, tức là VLOOKUP, cái mã số Hoàng nó là gì, là C3. Trị dò sau đó quét bảng dò, quét từ cái mã số đến loại xe đây, F4 chấm phẩy IF, nếu như nó là AT và AT các bạn MTA rồi, nhầm rồi, đây MIR ha, nó nằm ở đây, được chưa? Bấm lộn ô nha, mã số nè. Rồi sau nếu là cái loại xe các bạn nó bằng gì, bằng AT, và AT các bạn điểm coi nó nằm cột 1, cột 2 và đây là cột số 3. Đó, ngược lại là cột 4. Đó, đóng ngoặc lại, chấm phẩy. Cách dò mình là chữ, mình dùng số 0. Đó, bạn thấy rõ ràng. Đây, đầu tiên là gì, là B3 các bạn, đó là mã số nè.
sau đó cái bảng dò nữa mà, cái bảng dò nè, nó sau đó các bạn gì trả về nếu nó là AT, AT đây là cột 3 nè, đây là cột 1, cột 2 và cột 3 nè. Đó rồi, thành tiền các bạn bằng gì đây, số lượng đơn giá đặt mua số lượng trên 10 thì giảm 5%, thành tiền thì nó bằng gì, bằng số lượng các bạn nhân cho đơn giá nè, và đem nhân cho gì đây, đem nhân cho ít nè, nếu như cái gì này dưới số lượng mua các bạn nó từ 10 trở lên lớn hơn bằng 10 thì nó giảm 5%, và bạn đang tính thành tiền thì nhân số lớn có nghĩa là 95%, và ngược lại là 100%, được chưa? Đó, nó rõ ràng nha các bạn. Tại vì mình đang tính thành tiền, mình tính thành tiền mình nhân số lớn, tính giảm giá thì mình nhân cho số nhỏ. Quy định anh có nhắc đi nhắc lại thì các bạn lưu ý dùm Hoàng. Enter. Rồi, ghi chủ người ta nói rằng nếu là cái xe Baiso này và số lượng từ 8 trở lên thì ghi tặng bảo hiểm. Được chưa? Ghi chủ các bạn bằng if nè, nếu như and thì số lượng mua các bạn phải từ 8 trở lên, và gì đây, và cái tên sản phẩm, được chưa, nó là Baiso. Nó nếu này đúng, nó nếu này đúng thì bạn tặng bảo hiểm xe. Nó tặng bảo hiểm, được chưa? Rồi nó, và ngược lại, ngược lại thì bạn để rộng, nó được chưa? Rồi gì đây, sau đó định dạng này đơn vị, đó, đơn vị gì đây, đơn vị Việt Nam đồng, để chụp phải format cell custom thân chấm 123 dấu thân, ngoài đơn vị đô la ra tất cả đơn vị khác bạn đặt trong ngoặc kép. Nó rõ ràng thì các bạn thấy nè, ở đây Hoàng nhắc lại nè, tại vì mình đang tính thành tiền nên mình sẽ nhân con số lớn và đi với một. Nếu bạn tính cái cột bạn là giảm giá, cái cột tính nha là giảm giá, mình nhân số nhỏ, được chưa? Rồi để đây tặng bảo hiểm xe, các bạn thấy nè, đây đây, nếu nó gì thỏa hai cái điều kiện đó là số lượng từ 8 trở lên và nó là payro thì bạn tặng bảo hiểm xe, ngược lại bỏ trống nó. Thì đây là những ý trong cái đề số tiếp theo, các bạn sửa vô dùm Hoàng. Rồi tiếp theo, tiếp theo đây, rồi tiếp theo đây là đề số 9 nha, không có đề 8 tiếp tục, không có đề 8. Rồi thì các bạn thấy nè, bài này gì đây, tên sản phẩm nè khá dễ nha, đơn tên kho là cái này, vì đây đơn giá trị giá nó dễ quá, được chưa, nó dễ quá nha. Nói chung thì anh cũng sẽ làm lướt qua cho mấy em. Yeah, thì anh thì thấy dễ đó, còn bạn nhiều khi nhớ người yêu quá hay gì đó làm cảm thấy nó khó không chừng. Đó, ở đây tên sản phẩm mình dùng là VLOOKUP, và trị dò các bạn đó là ký tự bên trái, các bạn dùng led nè, các bạn dùng led một ký tự nè, trị dò sau đó mình quét bảng dò nữa mà, đây bảng dò nè, nó F4 nè, trả về cột 2 cách dò mình là chính xác, các bạn kết thúc một ý. Tên kho các bạn đó là HLOOKUP nè, tên kho các bạn là ký tự bên phải thì mình dùng right nè các bạn, right một ký tự nè, trị dò xong mình quét một bảng dò nè, nhớ F4 nha, trả về dòng 2 kết dò bằng là chính xác, được chưa? Đó thì các bạn chú ý nè, đây đây là trị dò sau đó bảng dò trả về dòng 2, được chưa? Tên kho nhà bạn, đơn giá thì các bạn lưu ý là bài này bạn nào mà đâm đầu dùng VLOOKUP là bạn sai nha. Thì anh có một cái quy tắc anh nói rồi, hãy gặp cái số hoặc ngày tháng không liên tục, ưu tiên, anh nói là ưu tiên nha, anh không nói là tất cả các trường hợp nha các em. Ưu tiên các bạn dùng cái ngày tháng và cái số không liên tục đó làm trị dò để mình dùng cách dò là một. Tuy nhiên cái trường hợp mà để cách dò là không thì anh bữa trước anh có nói các bạn khi nào rồi. Nên bài này các bạn dùng HLOOKUP. Ngày tháng các bạn là cái gì đây? Đơn giá người ta nói là cũng có biết cái bảng này là bảng giá nhập hay giá xuất nữa. Được chưa? Đó. Bài này thường nó là giá nhập nên chọn giá nhập nha. Rồi, trị dò xong sau đó bạn quét bảng dò nè, mình dùng if nè. Sau đó mình tiếp gì đây, nếu nó là gạo nè, cái tên sản phẩm là gạo nè, và nếu nó là gạo thì bạn trả về cột dòng 2, và ngược lại nếu nó là gì đây, nếu là bột thì bạn trả về dòng 3 đó, và ngược lại tiếp tục là dòng 4,
1 if 2 if cách dò là 1 chứ không phải 0 các bạn. Tại vì nó là ngày tháng nha. Đó. Và trị giá thì bằng số lượng nhân đơn giá vậy thôi. Để cho anh thấy cho cái gì đâu mà dễ quá không biết nữa. Đó. Rồi, các bạn sửa vô giùm anh nha, các bạn sửa vô giùm anh. Rồi. Tiếp tục đề số 10. Đây. Đề số 10 lại có ôn cho bạn tiếp tục là một ít kiến thức liên quan đến làm tròn. Đó, phần nguyên người kia chẳng hạn. Số tuần chẵn. Đề này không nói gì hết thì mình tuần chẵn các bạn á là y là t của gì đây? Của ngày đi bạn trừ ngày đến, bạn tìm ra được số ngày và số ngày này bạn chia cho 7 và lấy phần nguyên. Cái bài này hôm trước anh có dạy các bạn rồi nên lướt qua. Rồi đơn giá tuần các bạn là cái này, là cái bảng này. Được chưa? Và đơn giá tuần thì các bạn bằng VLOOKUP. Trị dò của mình nó L1A thì các bạn là ba ký tự bên trái thì các bạn dùng left. Đó, ba ký tự bên trái. Trị dò xong mình quét bảng dò là cái bảng này. Nhớ F4. Trả về cột 2 cách dò mình là chính xác là số 0. Tương tự số ngày lẻ là các bạn dùng hàm mod để lấy phần dư của ngày đi bạn trừ ngày đến ra số ngày, sau đó bằng chia cho 7 và bạn lấy phần dư của nó. Được chưa? Nó ví dụ như 5 đến 16 11 ngày thì bao gồm 1 tuần và 4 ngày lẻ. Đơn giá ngày các bạn là VLOOKUP. Trị dò các bạn nó cũng là led 3 ký tự. Led 3 ký tự nha các bạn. Trị dò xong bạn quét bảng dò đơn giá ngày nè các bạn. Và lưu ý vấn này, đơn giá ngày bạn nằm ở cột số 3, cột 1, cột 2 và cột 3 nha các bạn. Cách dò mình là chính xác, enter. Tiền ăn các bạn đây, thì vấn này các bạn thấy nè, nếu dùng HLOOKUP thì mình dùng 1 if, nếu dùng VLOOKUP thì dùng 2 if, dùng cái nào tùy các bạn. Bằng HLOOKUP. Trị dò F1, F2, F3 nó là ký tự bên phải, các bạn dùng right, hai ký tự. Trị dò xong quét bảng dò, nhớ F4, trả về if. Nếu như cái AB các bạn là ký tự ở giữa, mình dùng mid chuỗi xác. Ký tự bắt đầu lấy là ký tự thứ 3 và lấy một ký tự. Nó bằng cái chữ A thì bạn trả về dòng 2 và ngược lại là dòng 3. Đóng ngoặc lại cách dò chữ mình dùng số 0. Tổng cộng thì bạn lấy gì đây? Lấy tuần nhân đơn giá tuần cộng ngày lẻ nhân đơn giá ngày. Được chưa? Thì ở đây trong đây thì nó có cái câu tiền ăn thì nó hơi ít nhiều chút xíu thôi. Còn lại nó không khó. Rồi các bạn sửa nhanh dùm anh, sau đó mình qua cái đề tiếp theo. Mời các em đi tiếp nha các em. Rồi tiếp theo mình là gì đây? Là đề số 11 nha. Đây, đề số 1 bài này thì người ta cho bạn này. Loại sản phẩm là cái này. Thương hiệu là cái bảng này. Được chưa? Rồi tên sản phẩm. Tên sản phẩm tức là ghép hai cái này lại với nhau đó các bạn. Rồi đơn giá số lượng. Rồi bây giờ anh sẽ làm từng cái nha. Được chưa? Anh sẽ làm từng cái. Giả sử đầu tiên anh chọn là số lượng chẳng hạn đi. Đó. Số lượng của anh tức là ký tự bên tay phải, tức là bạn dùng value giùm anh. Tại anh thích làm từ bên phải qua vậy thôi. Đó, right. Right của cái này anh lấy hai ký tự. Được chưa? Đó, và anh đóng value lại, anh được cái số lượng. Rồi, loại sản phẩm ở đây chính là các bạn là ký tự gì đây? ED. Và ED các bạn là ký tự bên trái nên mình dùng. Và ở đây dò theo hàng mình dùng HLOOKUP và kết hợp với LED. LED ở đây các bạn nó chính là B3, hai ký tự bên trái. Trị dò xong mình quét bảng dò nè các bạn. Quét bảng dò cho đúng nha. Trả, nhớ F4 nha. Rồi trả về dòng 2 cách dò mình là chính xác số 0. Các bạn kết thúc một ý. Rồi đó, các bạn kết thúc một ý. Tương tự vậy các bạn, thương hiệu các bạn đây, thương hiệu là các bạn này. Được chưa? Thì các bạn đó là cái VLOOKUP và thương hiệu đó là kính cự ở giữa, các bạn dùng mid nè. Chuỗi xét, ký tự bắt đầu lấy là ký tự thứ 3 và lấy hai ký tự. Trị dò xong các bạn nhớ quét bảng dò cho đúng từ trị dò đến kết quả cuối cùng của mình cần. F4 trả về cột 2 cách dò mình là số 0, dò chính xác, các bạn kết thúc. Được chưa? Rồi. Tên sản phẩm chút xíu anh ghép hàng này lại với nhau bằng hai hàm cho bạn thấy. Tức là có thể là cái VLOOKUP, HLOOKUP bạn nó sẽ ghép chung với nhau luôn. Được chưa? Đơn giá này thì anh sẽ làm theo kiểu này nè các bạn. Đơn giá anh sẽ dùng đó là cái VLOOKUP nha.
được chưa? Và ở đây các bạn SEO, các bạn là ký tự ở giữa, các bạn dùng mid nè, chuỗi xé, được chưa? Ký tự bắt đầu lấy là ký tự thứ ba và lấy hai ký tự trị dò xong, bạn quét cái bảng dò cái bảng này. Giờ cái này là dễ nha, nên sẽ đi nhanh cho các bạn. Đó, và nếu như cái gì đây, lon thùng khi nào này, nhìn vô dữ liệu này thì bạn thấy lon thùng là ký tự thứ năm, nên mình dùng mid nè, nó mid chuỗi xét nè, lấy ký tự thứ năm và lấy một ký tự nó bằng chữ chữ T. Chữ T nó là thùng, và thùng các bạn nằm ở cột 1, cột 2, cột 3 và cột 4. Ngược lại nó là cột 3. Bạn có thể không theo thứ tự nhưng miễn sao trả đúng cột người ta là được rồi. Cách dò mình là chính xác, các bạn enter, các bạn kết thúc. Rồi, thì ở đây anh có hai ý nè. Đó, làm xong cái này. Thì rồi, bây giờ cái chỗ mà cái tên là thay vì ghép hai cái ô này thôi, thì bây giờ anh sẽ giới thiệu các bạn đó là cái VLOOKUP và LOOKUP được ghép với nhau. Đầu tiên nó là tên nước ngọt, tức là cái HLOOKUP ở đây. Đó, nó là bằng cái HLOOKUP. Trị dò của anh nó là ký tự, hai ký tự bên trái, các bạn dùng left để lấy hai ký tự bên trái nha. Sau đó quét bảng dò F4 trả về dòng 2, cách dò chính xác. Sau đó bạn có thể nhấn Enter, bạn ra được cái tên sản phẩm. Rồi bạn mở lại nè, sau đó là bạn ghép nối vô. Đó, mở lại xong ghép nối, mở kép ra. Có thể người ta cắt hoặc là dấu gạch. Đó đây, hoặc là dấu gạch nha. Ghép nối với VLOOKUP. Đó, tức là mấy dài mình làm á, tức là cái HLOOKUP, VLOOKUP, sau đó bạn nhấn chữ F. Nhấn này là cái VLOOKUP, HLOOKUP ghép cho nha. Có thể là HLOOKUP ghép với HLOOKUP, VLOOKUP ghép với VLOOKUP, hoặc là HV ghép với HV. Tức là tùy theo đề bài người ta cho. Đó, và đây các bạn lấy cái từ giữa mid. Chuỗi xét các bạn ở đây nó là gì đây, B3 ký tự bắt đầu lấy CO ký tự thứ 3 và lấy hai ký tự. Trị dò xong các bạn quét bảng dò, quét từ đây đến này F4 trả về cột 2, cách dò bạn là chính xác số 0. Đó này, đó tức là ghép hàng này lại với nhau. Đó, và ở đây các bạn thấy nè, nó chính là cái VLOOKUP HLOOKUP ghép lại với nhau, nó chính là cái VLOOKUP HLOOKUP ghép lại với nhau. Đó rồi, cái đơn giá thì nó cũng tương tự nha, đơn giá nó không có khó gì hết, thì các bạn sửa vô giùm anh. Có ai theo không kịp thì nhớ nói giùm anh nha, có ai theo không kịp nhớ nói giùm anh. Tiếp nha em. Đề 12. Nước sản xuất, loại xe, ngày bán, đơn giá Việt Nam đồng gì đó. Bây giờ mình sửa từ ý nè. Nước sản xuất tức là này. Đó, màu xe là này. Xanh đỏ nè. Rồi loại 1, loại 2. Ở đây có bảng giá loại 1 thôi. Đó, được chưa? Rồi. Nhưng mà gì đây? Ở đây nó không nói loại 2 giá nhiều. Rồi, thì ở đây anh sẽ sửa đề chút xíu nha. Anh sửa đề chút xíu. Rồi, nước sản xuất anh nằm từ từ. Nước sản xuất thì bạn dùng HLOOKUP dùng hoàn. Và ký tự nó là ký tự bên trái, các bạn dùng led. Trị dò một ký tự, bảng dò F4 2 0. Rồi màu xe cũng lại là HLOOKUP. Trị dò các bạn nó xanh đỏ, các bạn nó là gì này, chữ X ký tự bên phải, các bạn dùng right. Nó right các bạn một ký tự. Trị dò xong bạn quét cái bảng dò F4 2 0. Rồi loại, loại ở đây các bạn thấy Hoàng sẽ sửa đề một chút xíu nha, tức là loại 2 sẽ có đơn giá thấp hơn loại 1 là 15%. Đó, các bạn ghi chú thêm một cái yêu cầu là cái loại 2 nó sẽ có cái đơn giá thấp hơn loại 1. Nó có thấp hơn loại 1 là 15%. Vậy thì chỗ này loại 1, loại 2 các bạn chính là ký tự ở giữa, hai ký tự ở giữa các bạn dùng mid. Hai ký tự luôn nha các bạn. Ký tự thứ hai và hai ký tự, và nhớ value. Được chưa? Nhớ value. Tại vì lấy ra nó là chuỗi số, bạn dùng value mới thành số. Rồi đơn giá đây thì các bạn làm bình thường về VLOOKUP Việt Nam Trung Quốc, nước sản xuất. Trị dò sau đó quét bảng dò nè các bạn, quét bảng dò.
trả về cục 2, cách dò bạn là chính xác. Thì cái này các bạn ra được, đây chính là cái đơn giá loại 1. Nhưng bạn nhân ký, nếu như cái loại này các bạn nó bằng gì? Bằng 2. Nếu là loại 2 thì bạn sẽ trả bao nhiêu đây? Bạn trả đây là 85% tiền, và ngược lại bạn trả 100% nếu nó là loại 1. Được. Tức là gì? Cái loại 2, người ta nói cái loại 2 nó thấp hơn loại 1 là 15%. Tức các bạn, cái loại 2 các bạn nó chỉ bằng 85% của cái giá loại 1 thôi. Nên đó là lý do tại sao ở đây mày sẽ nhân cho cái if ở đây các bạn. Đó, tức là làm xong rồi á, cái đơn giá nè. Sau đó hàng đem nhân cái if, nếu nó đúng là loại 2 thì bạn nhân cho 85%, và ngược lại là 100%. Các bạn ghi chú và sửa thêm cái yêu cầu này giùm Hoàng nha. Ghi chú và sửa thêm cái yêu cầu này giùm Hoàng. Rồi. Chưa. Em đợi xíu nha. Anh lỡ tắt cái kia. Rồi. Tiếp tục nè. Đây. Tiếp tục các bạn, ở đây 13. Đây 13. Một đống dữ liệu luôn nha. Đây, thấy dữ liệu quá nhiều là thấy mệt rồi đó. Rồi. Bây giờ người ta nói rằng ký tự thứ nhất là tên Sơn, 2 3 thể tích. Đó, 4 5 là khách hàng, tên khách hàng, còn là số lượng. Rồi. Nó càng nhiều thì càng rối. Thứ nhất là tên khách hàng. Đây. Là ký tự thứ mấy đây? 4 5. Đó, tức là cái này mình nó sắp theo hàng, mình dùng H5 cấp. Được. Các bạn thấy nó không có đến nỗi gì quá khổ các bạn nha. 4 5 tức là mid. Ký tự bắt đầu lấy được ký tự thứ 4 và lấy 2 ký tự. Trị dò xong các bạn quét bảng dò. Quét bảng dò. F4 trả về dòng 2, cách dò bạn là chính xác, các bạn kết thúc một ý. Tên Sơn các bạn đây. Tên Sơn các bạn là ký tự đầu tiên, người ta nói giới thiệu các bạn ký tự đầu tiên. Ở đây mình dùng VLOOKUP tại vì nó xác định theo cột. Nó bật VLOOKUP. Ký tự đầu tiên các bạn dùng hàm LAT. Ký tự bên trái một ký tự. Bảng dò các bạn quét cho đúng dùm Hoàng. Từ trị dò quét đến kết quả cuối cùng, F4 trả về cột 2, cách dò bạn chính xác, kết thúc. Thể tích người ta yêu cầu bạn là những ký tự còn lại, được chưa? Ở đây có 3, có 4. Nên có 3, có 4 mình dùng write kết hợp với len trừ. Tại vì có khi lấy 3, khi lấy 4, len trừ phải là 0, trái các bạn trừ là 4, 5 ký tự. Đó, xin lỗi, cái này có 2. Xin lỗi các bạn, ở đây có khi lấy 2 ký tự nha. Tại vì ký tự 1 đến ký tự 5 này, ký tự 1 là tên Sơn. Ký tự 2, 3 nó là thể tích. 4, 5 được chưa? 4, 5 nó là tên công ty, được chưa? Và tiếp tục 2 ký tự hoặc là 3 ký tự, các bạn thấy có khi là 50, 10, 30, 20, 40, 100, được chưa? Tại vì nó có khi 2 và khi 3 nên dùng len trừ. Trừ là gì? Bên phải không, bên trái các bạn bỏ 5 ký tự. Và nhớ, các bạn nhớ dùng value để chuyển thành số. Tại vì lấy ra cái này nó là chuỗi 10, chuỗi 10, nó là chuỗi số. Rồi, số lượng. Ôi xin lỗi các bạn, ô này là ô, cái này là số lượng. Cái này các bạn nó là gì đây? Là bên đây mới đúng nha. Là số lượng nha, cái này là số lượng mới đúng nha. Số lượng mới đúng nha. Đây, đây số lượng, các bạn lưu ý, anh nhắc lại. Số lượng các bạn là những ký tự còn lại, có khi 2 và khi 3 nên dùng let kết hợp với len trừ. Ở đây các bạn thử trừ 0, trừ 5 hoặc là bằng trừ 5 là đủ rồi. Rồi thể tích các bạn là ký tự thứ 2 và thứ 3. Thể tích ký tự thứ 2 và thứ 3 nha. Được rồi, thì mình dùng đây là gì đây? Thứ 2 và thứ 3 đây các bạn nè. Nó nên mình dùng nó là ký tự ở giữa, các bạn dùng mid nè. Chuỗi xét ký tự bắt đầu lấy là ký tự thứ 2 và lấy 2 ký tự, và nhớ dùng value. Đó, mình sẽ ra được thể tích. Đó. Rồi, sau đó mình sao chép xuống đây. Rồi. Còn đơn giá thì các bạn thấy nó quá trời nha. Đơn giá là một cái bảng quá nhiều. Thì ở đây các bạn thấy nếu dùng VLOOKUP thì mình dùng 1 if, 2 if và 3 if. Còn nếu dùng HLOOKUP 1 if, 2 if, 3 if, 4 if, 5 if và 6 if. Được chưa? Thì ở đây Hoàng sẽ dùng đó là VLOOKUP. Trị dò mình nó là gì đây? Là các bạn có hai lựa chọn, một ký hiệu mã, hay là tên Sơn. Ở đây Hoàng dùng ký hiệu, tức là led các bạn nha. Led một ký tự nha. Trị dò sau đó mình quét bảng dò. Đây.
F4. Sau đó mình dùng F nếu như, nếu như gì? Cái thể tích nó là 3. Cái thể tích này nó bằng 3. Thì bạn trả về nhiêu đây? Cột 1, cột 2 và đây là cột 3. Nó trả về cột số 3. Ngược lại nếu như cái thể tích các bạn nó bằng nhiêu đây? Cái thể tích nó bằng 5 thì bạn trả về cột 4. Ngược lại nếu cái thể tích của bạn nó bằng 10. Thể tích nó bằng 10. Nó bằng 10 thì bạn trả về cột 5, còn lại là cột 6, 1x, 2x, 3x. Được chưa? Đây, cột 3, cột 4, cột 5 và cột 6 rõ ràng. Cách dò mình đây là chữ nên mình dùng cách dò là không. Thì đây là cái đơn giá các bạn lưu ý nha. Rồi. Còn cái phí vận chuyển các bạn nó đây. Đây là cái phí vận chuyển đây là VLOOKUP cấp nha. Nó vận chuyển nó dựa vào cái khoảng cách, cái khoảng cách nha, nó dựa vào cái khoảng cách không. Rồi, cái khoảng cách thì người ta nói gì đây? Đây cái khoảng cách nè, tức là gì đây? Cái khoảng cách này tức là cái HLOOKUP sau đó đem dò với cái VLOOKUP nữa. Đó, tức là bạn sẽ làm từ từ. Đó, thôi các bạn sửa vô tới cái đơn giá này đi rồi anh hướng dẫn các bạn lòng hai hàm đó cho nha. Đó là làm nhiều quá. Rồi. Tiếp tục nè các em. Cái vận chuyển ở đây nè các bạn là khoảng cách. Và cái khoảng cách này các bạn lưu ý nè, cái khoảng cách này nó không có sẵn nha. Rồi cái khoảng cách này nó không có sẵn. Mà khoảng cách này có được bằng cái gì? Bằng cái dò này nữa. Tức là mình sẽ làm từng ý. Đầu tiên Hoàng sẽ làm cái khoảng cách trước. Cái khoảng cách trước. Rồi. Rồi cái khoảng cách nè, nó chính là cái HLOOKUP. Và HLOOKUP gì đây? Nó dựa vào công ty hoặc là ký hiệu. Nó giả sử ký hiệu đó là cái từ thứ 4 và thứ 5. Nó. Rồi sau đó mình dò cái bảng này F4. Đó, và cái này là gì này? Trả về cột dòng, xin lỗi, trả về dòng 3. Giúp dòng mình là chính xác. Thì mình sẽ ra được cái khoảng cách là bao nhiêu. Đó, cái khoảng cách. Rồi cái phí vận chuyển các bạn thấy không? Đó, đây. Thì cái này nè, đây chính là cái trị dò của cái VLOOKUP. Nó, tức là VLOOKUP cái dài mình học á, hoặc HLOOKUP cái dài mình học á, nó gì? Là ghép chuỗi vô, là ngày tháng, là số, là chữ. Thì hôm nay nó là một cái hàm HLOOKUP hoặc là người ta VLOOKUP luôn, tùy theo trường hợp. Trị dò xong đó quét bảng dò. Nó. Rồi, trả về cột 2. Nhưng mà cách dò giác này các bạn lưu ý. Cách dò giác mạng này giác nó là 0 hay 1. Nhớ nha. Ở đây các bạn lưu ý nè. Ở đây cái khoảng cách bạn là trong cái khoảng nào đó. Bao nhiêu? 0, 30, 50, 70. Nên giác này nó là số 0 liên tục. Nó là số 1. Các bạn lưu ý. Chứ không phải lúc nào. Nó cũng đơn giản cho bạn. Được chưa? Các bạn lưu ý. Tức là dáng này, cái bài này á, nó chính là gì? Cái trị dò của bạn chính là cái HLOOKUP hoặc là cái VLOOKUP, chứ không phải là một cái ô nữa hoặc là ghép hàm nữa, nó không có nữa, mà chính là một cái hàm kết quả, mà là một cái kết quả của cái hàm gì đó. Được chưa? Rồi giảm giá ở đây thì người ta nói gì đây? Giảm giá nếu như cái hợp đồng nó từ 10 triệu trở lên hoặc hợp đồng ký vào này đó. Giảm giá thì bằng if nè, nếu như cái hợp đồng nó, tức là hàm O, hoặc hợp đồng ký vào 30/4, tức là cái ngày ký nè, nó bằng DATE 2019 tháng 4 ngày 30, hoặc cái gì đây, hoặc cái trị giá nó trên 10 triệu. Đó, trị giá của nó thì bạn bằng số lượng nhân cho đơn giá. Một số bạn cẩn thận thì cộng vận chuyển nữa chẳng hạn, còn nếu không thì thôi. Được chưa? Và hai tức thang này nó trên 10 triệu. Đóng hàm O lại, nếu điều này đúng thì giảm giá các bạn nó bằng 5%, và bạn đang tính cột giảm giá nên nhân số nhỏ, ngược lại là 0, và tất cả đem nhân cho số lượng nhận đơn giá. Được chưa? Tại vì người ta nói được giảm 5%, được giảm 5% thôi chứ không có nói 5% trị giá, nên bỏ cái này đi. Đó và đấy. Người ta nói hoặc nó là 30/4, hoặc là cái gì? Cái giá trị hợp đồng, tức là cái số lượng các bạn nhân cho đơn giá. Bây giờ số lượng nhân đơn giá các bạn nó trên 10 triệu thì bạn có, không thì thôi. Nó đây.
Nó có một vài trường hợp thì có và một vài trường hợp là không có nha. Phải trả thì các bạn là bằng gì đây? Bằng số lượng nhân cho nhân đơn giá, nó bằng cộng cho phí vận chuyển, sau đó trừ cho giảm giá. Và giảm giá của bạn là gì đây? Nhân cho trừ cho gì đây? Giảm giá thì bằng số lượng, bằng gì đây? Số lượng nhân đơn giá nữa, nhân giảm giá, bên sẽ ra được tiền giảm giá. Được chưa? Tiền giảm giá bằng phí đó nha, bằng gì? Cái mức giảm nè, nhân cho đơn giá, nhân số lượng, bằng là từ tổng tiền. Và gì đây? Bạn lấy gì? Số lượng nhân đơn giá cộng với phí vận chuyển và trừ nó ra. Đó, các bạn sao chép xuống. Được chưa? Rồi, ở đây phí vận chuyển là cái các bạn quan tâm nè. Rồi các bạn sửa vô những cái này dùm Hoài, sau đó mình tiếp tục. Các em qua đề số 14. Các em qua đề số 14 nha. Rồi, đề số 14 là hơi mệt nha. Hình như bài này hôm trước mình cũng có làm rồi đó nha. Nó tức là bảng giá điện á, các bạn giá điện á. Này. Trong định mức, vượt định mức gì đây? Đó, mình giải quyết từ từ. Đầu nước là trong định mức, đây là cái bảng định mức nè. Người ta nói trong định mức số cụ chữ mới nếu nhỏ hơn hoặc bằng thì trong bảng, ngược lại là lấy. Tức là giải quyết đầu tiên anh sẽ giải quyết cái bảng này đã. Tức là nó nói liên quan đến cái bảng định mức này. Đó. Này, thì đối với trình độ mình thì mình kiếm cái nhiều VH nha. Nếu bạn dùng VLOOKUP thì bạn dùng 1IF, 2IF, 3IF, 4IF. Nếu dùng HLOOKUP 1IF, 2IF, 3IF cũng 4IF. Tức là bài này dùng V cũng được và dùng H cũng không sao. Ở đây Hoàng sẽ dùng hàm HLOOKUP. Tại vì nếu HLOOKUP thì hỏi bạn so sánh giữa ABC. Còn nếu dùng VLOOKUP là CQ. Đó, tùy theo mình lựa nha. CQ ở đây mình nói là ký tự bên trái, các bạn dùng LED. Nó LED hai ký tự. Trị dò xong các bạn quét bảng dò F4 trả về IF. Nếu như đây, nếu ký tự bên phải các bạn là right, right loại hộ nó là C3, một ký tự mà nó bằng chữ A thì nó trả về dòng 2. Ngược lại, nếu cái right của cái này bằng một ký tự mà nó bằng chữ B đó thì bạn trả về dòng 3. Ngược lại, nếu cái right của cái này nè, nó một ký tự mà nó bằng gì? Bằng chữ C thì mình cho về dòng 4, còn lại dòng 5. Nó A, C, D, còn D nữa. Nếu, lại tiếp tục, nếu right tiếp các bạn, right của cái này nó một ký tự mà nó bằng D thì bạn trả về 5, rồi là 6. Nó 1F, 2F, 3F, 4F trong vậy không? Nó tức là bạn giải quyết cái định mức này xong nè, bằng làm ít đã. Rồi bây giờ người ta nói rằng cái gì đây? Nếu như cái gì đây? Nếu như mà số cái hiệu này nè các bạn, nếu như mà số mới á mà trừ cho số cũ. Rồi chưa? Hiệu hàng này nè. Nó số mới trừ số cũ mà nó nhỏ hơn cái HLOOKUP. Được chưa? Nhỏ HLOOKUP. Thì bạn sẽ lấy số mới trừ số cũ và ngược lại bằng bát cái HLOOKUP ra. Đóng hoặc là Enter. Đó. Đây. Và đây nè, tức là cái HLOOKUP bạn nè. Nó nếu như mà đúng, lấy hiệu hai này trừ nhau nè, nó nhỏ hơn, tức là cái hiệu này nè mà nó, tức là năm ra cái điện xài á, nó nhỏ hơn cái định mức đưa ra. Thì bạn lấy gì? Lấy hiệu hai này. Và ngược lại, nó lớn hơn hoặc bằng. Thì bạn lấy gì? Lấy cái định mức người ta đưa ra. Nó nên bài này viết rồi copy chứ đừng ngồi viết lại dễ bị sai. Rồi các bạn sửa ý này vô dùng Hoài, sau mình đi tiếp. Rồi tiếp theo là vượt định mức nè các bạn. Vượt định mức thì có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là giúp là nếu như á cái gì đây, cái số mới bạn trừ cho số cũ mà gì mà nó nhỏ hơn
cái định mức thì bạn cho nó là 0. Tại nó nhỏ hơn thì sao nó vượt được các bạn. Ngược lại, lấy số mới trừ số cũ trừ cho cái định mức thì bạn sẽ ra được đó, cái vượt đó. Ví dụ ở đây anh giả sử đây các bạn thấy nè, cái CVA nó là 50, mà này bạn xài như đây xài là 70, xài đây là như đây 70, 2.8 nè, 1.10 thì nó 70. Nó 70 thì gì, cái định mức người ta đưa ra 50 thì nó ở đây bạn điền 50 thôi, và vượt là vượt 20, nên có nghĩa là vậy. Tức là khi nó, bạn lưu ý bạn phải thêm cái ít nha, nếu không bằng trừ nhau hồi nó ra âm nha. Nó ở đây là nếu như mà nó gì, số mới trừ số cũ mà nó nhỏ hơn cái định mức thì bạn lấy, bạn cho nó không, tức là bằng phòng hồi trường hợp âm. Và ngược lại thì bạn lấy ba này trừ nhau, lấy mới trừ cũ, trừ cho cái định mức. Rồi tiền trong định mức đây, bảng giá tiền trong định mức nó đây, người ta nói nè, nếu lấy âm, nếu âm thì lấy không nè, bằng số định mức nhân cho đơn giá. Đây đơn giá đó nè, giải quyết đây tiếp nó, tức là ở đây sẽ dùng là VLOOKUP, trị dò nó là led hai ký tự. Rồi sau đó bảng dò nè, qua F4. Rồi trả bài if nè, nếu như write một ký tự mà nó bằng chữ A thì bạn trả về 2, và nếu nó là B, nó write một ký tự mà bằng chữ B thì bạn trả về 3. Ngược lại nếu cái write cái này một ký tự mà bằng chữ C thì bạn trả về 4. Còn lại nếu write tiếp nó y chang như nãy, một ký tự mà bằng gì, chữ D thì bạn trả về 5, còn là 6, 1 if, 2 if, 3 if và 4 if. Cách dò không, tại vì nó là chữ đó. Và lưu ý này là tiền trong định mức nha. Tiền trong định mức có nghĩa là bạn lấy gì đây, bạn lấy số trong định mức này, bạn nên nhân cho tiền trong định mức các bạn nha. Được chưa, nhân trong định mức. Rồi tiền ngoài định mức bằng số vượt nhân giá phạt cao gấp đôi số bình thường. Nó ở đây Hoàng sẽ copy cái đơn giá nó nha, copy cái đơn giá nó khỏi viết lại nha. Đây là đơn giá trong định mức. Rồi, đây là đơn giá trong định mức nha các bạn. Đó, thì Hoàng copy nè, Ctrl C. Rồi tiền ngoài định mức bằng gì đây, bằng số vượt nè, nó nhân gấp đôi lên và nhân cho cái đơn giá nó, tức là đơn giá này được tính gấp đôi lên các bạn. Nó tiền trả thì trong định mức cộng ngoài định mức là bạn xong cái đáp án nha. Đó. Rồi sau đó mình sao chép xuống. Được chưa? Đó, tiền ngoài định mức các bạn thấy nè, nó không vượt thì nó bằng 0 hết nè các bạn. Đó. Đây, tại vì người ta nói rằng á, nếu nó vượt thì nó tính là gấp đôi. Là gấp đôi nè. Người ta nói rằng nếu số vượt định mức thì gì đây? Giá phạt là giá nó cao gấp đôi so với giá bình thường. Đó, tức là cái đơn giá đây đơn giá bình thường nè, đó, nó gấp đôi thì này nhân 2 lần. Đó, các bạn sửa vô dùm đây, tới đây dùm hoài. Đi tiếp theo là đề số 15. Đây đề số 15, cái bài này bữa trước mình làm rồi, anh bỏ qua. Được chưa? Bài này bữa trước mình làm trong cái bài HLOOKUP rồi đó các bạn, nên anh bỏ qua cho các bạn nha. Rồi, đề số 16. Đề số 16 anh không nhớ là có làm chưa nữa, thôi anh làm lại thêm một lần nữa. Sau đó anh giới thiệu các bạn các dạng mở rộng của VLOOKUP và HLOOKUP. Được chưa? Này hình thức thôi, hình thức thôi, người ta nói rằng hình thức thôi nè, nói rằng là gì, nếu nó là t là thực hành, y là internet, và ngược lại chat mail, tức là mình dùng if yeah. Nó bằng if nè, nếu gì này, nếu là t là thực hành, nó là write một ký tự nó bằng chữ T thì bạn trả về chữ thực hành. Nó ngược lại nếu gì, nếu nó là internet là y, tức là write một ký tự nó bằng chữ y thì nó y thì gì, internet, nó in nó
nếu là gì này, nếu là internet ha, nếu là y nó là internet, và ngược lại là chết mẹ. 1, 2 enter rồi này, thiếu ngoặc ha, nó rồi. Giờ phút thì các bạn, bữa trước anh có nhắc các bạn giờ phút người ta yêu cầu là gì, hour, và chỉ lấy hai cái này trừ nhau thôi, D4 trừ C4. Phút thì bạn là minute của trả máy trừ nhận máy. Tiền thì là gì đây, tiền là check mail là 3.500 bằng if, nếu là cái gì, từ hình thức thuê này bằng check mail. Check mail thì là gì, là 3.500, nó thì là 3.500, và ngược lại nó là gì, là đơn giá giờ cộng với đơn giá phút. Nó đơn giá giờ các bạn là hát lớp cấp, các bạn là write một ký tờ chấm phẩy bản giờ F4 trả về 20, nhân cái gì, nhân số giờ, tức là bạn đây là E4 cộng cho hát lớp cấp tiếp, write tiếp, tức là hàm nó lòng hơi nhiều chút xíu, nó write một ký tự trị giờ xong, quét bản giờ F4 trả về dòng 3, cách giờ chính xác, nhân cho số phút, các bạn đây là F4, đóng ngoặc lại enter. Đó, tiền giảm thì các bạn thấy, tiền giảm thì các bạn giảm 20% tiền thuê ha, nếu hơn 2 giờ. Thì ở đây cái chút xíu sẽ mở cho bạn luôn. Rồi, tiền giảm ở đây hơi dài nha, hơi dài. Rồi các bạn quan sát cách làm tiền giảm nè, bằng if, nếu như cái gì, cái giờ nè cộng cho nó, cái giờ nè đó, ở đây các bạn nếu chính xác mình chia làm, mình có hai cách viết. Cái viết thứ nhất là hàm and, cái giờ này lớn 1, lớn 2 chứ, lớn bằng 2, nó là trên 2 giờ nha, trên 2 giờ nó nên gì, cái giờ này nó bằng 2, nó bằng 2, lớn bằng 2. Và cái thứ hai nữa, phút nó bằng lớn 0 đó, hoặc cái thứ hai là cái này chia cho 60 để quy ra giờ. Và hai cái này nè các bạn lưu ý nè, hai này cộng lại nè, nó phải lớn hơn 2 thì bạn gì đây, 20% tiền thuê, nó đang với tiền giảm 20%, ngược lại là 0, nó nhân cho tiền thuê các bạn nó là gì đây, G4, nó tiền phải trả thì các bạn tự làm nha. Thì các bạn thấy là nhiều hơn 2 giờ thì bạn thấy hằng quy ra gì, quy ra số giờ bằng cách lấy E4, sau đó hoàn cộng cho F4 chia 60, đặt trong ngoặc nha, và nó lớn hơn 2, bây giờ lớn hơn 2, thiếu 4 thì 20%, còn lại là 0%, nhân cho tiền đó. Và tiền bên đây thì các bạn lưu ý, nó người ta quy định đó là cái hlookup nhân cho cái đơn giá của giờ cộng với hlookup nhân đơn giá của phút, nếu nó không phải là check mail, và nếu là check mail thì các bạn là 3.500, các bạn sửa vô dùng hoạt. Mời các em qua cái file hàm ISNA kết hợp với FRO nha. Được chưa? Đầu tiên ở đây các bạn thấy nè, đó là loại sản phẩm, là cái bảng này ED các bạn là ký tự bên trái, mình dùng hlookup, mình làm từ hlookup LED, các bạn thấy nó không, thật sự nó không có gì đâu mà nó phức tạp lắm, hai ký tự. Rồi trị giò xong mình quét bảng giò nè, F4 trả về dòng 2, cái giò 0 enter. Được chưa? Rồi mình kéo xuống coi có chuyện gì xảy ra không. Nó đây, nó chưa có chuyện gì xảy ra hết ở loại sản phẩm nè, nó không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ tới thương hiệu nè, các bạn thấy nè, thương hiệu nè, nó chỉ có 3 này thôi. Nó giờ bên đây, đây cái thương hiệu đây, Red Bull nè, Red Bull ok nè các bạn. Nó thì bây giờ các bạn quan sát nè, mình giải quyết từ từ. Đầu tiên mình giải quyết cái VLOOKUP này, đầu tiên mình giải quyết cái VLOOKUP này trước. Nó bằng VLOOKUP, và đây các bạn nó là ký tự gì đây, CO
CO là ký tự thứ 3 và thứ 4 nên dùng mid chuỗi xét. Ký tự bắt đầu lấy ký tự thứ 3 và lấy 2 ký tự. Trị dò 60 mét bản dò đài F4. Trả về cột 2 cách dò chính xác. Thì khi đó bạn kéo xuống á, thì có cái ra đáp án và có cái là NA. Giờ có cái có đáp án và có cái là NA. Thì khi đó ở đây các bạn lưu ý nè. Ở đây các bạn trả về về, các bạn thấy nè, cái NA là do cái trị dò không nằm trong bản dò. Thì ở đây thì có hai cách, thì bữa trước anh có hướng dẫn các bạn một cái hàm, đó là hàm Eplan rồi. Thì cái hàm này là hàm ISNA. Thì do cách dùng nó tương tự hàm Eplan. Đó, nếu như ISNA là kiểm tra lỗi NA, và các bạn nhớ đưa nguyên cái VLOOKUP nè, đưa nguyên cái VLOOKUP nè các bạn vô trong ISNA, và nếu nó đúng bị lỗi NA thì bạn trả về cái một giá trị, một kết quả hoặc là một cái bản dò. Ví dụ như bài này nó trả về một bản dò. Đó, tức là dáng này nếu đúng thì bạn trả về cái HLOOKUP. HLOOKUP bạn cũng tương tự như vậy nhưng mà nó đổi thôi. Nó đổi thay vì V nó H thôi. Ở đây ký tự MID nè. MID B3 lấy ký tự thứ 3 và lấy 2 ký tự. Trị dò xong các bạn quét bản dò. Đây, trị dò quét bản dò nè các bạn. Nhớ F4 trả về dòng 2 cách dò bằng chính xác. Rồi sau đó ngược lại, nếu mà như nó sai thì bạn copy cái VLOOKUP lại. Nó đóng ngoặc lại, enter. Đó. Ở đây thì thật ra là gì đây? Là bạn đưa nguyên cái VLOOKUP nè vô trong ISNA này, nếu nó đúng bị lỗi nè thì nó trả về một cái kết quả nào đó, và kết quả cụ thể ở đây nó là cái HLOOKUP. Và nếu nó không lỗi thì nó trả về cái VLOOKUP trong ISNA. Đó. Nó nôm na như vậy nè mấy bạn. Tức là ở đây là if nếu nè. If nè. Đó, rồi ra là cái gì? Cái hàm xét cái VLOOKUP hoặc là HLOOKUP. Đó. Nếu nó đúng thì bạn trả về cái gì này? Có thể là một kết quả cụ thể. Hoặc là gì? Là cái HLOOKUP hoặc là cái VLOOKUP tùy theo trường hợp để cho. Ngược và nếu nó sai thì là cái VLOOKUP, cái HLOOKUP trong ES nè. Đó. Đây, tức là cái này nè. Đó. Nó nôm na là vậy. Tức là bạn làm đầu tiên, bạn làm cái VLOOKUP, HLOOKUP xong rồi. VLOOKUP, HLOOKUP xong rồi. Đó. Sau đó bạn gì đây? Bạn kiểm tra coi nếu nó bị nè. Thì bạn chuyển cái gì? Cái kết quả, coi kết quả người ta yêu cầu là gì? Có thể là một kết quả cụ thể, là con số, là cái chữ, cái chuỗi gì đó, hoặc là một cái VLOOKUP, HLOOKUP. Còn nếu nó không có sai thì nó trả về cái gì? Cái HLOOKUP hoặc VLOOKUP trong ES nè. Đó, trong ES nè. Đó, các bạn lưu ý dùm hoài. Rồi, các bạn sửa vô dùm anh. Các bạn sửa vô dùm anh. Rồi, anh nói là nè. Các bạn lưu ý, nếu một số bạn ở 2016 mình có hàm là if nè, thì đối với if nè các bạn chỉ có hai đối số thôi. Đối số thứ nhất là giá trị kiểm tra lỗi nè, thứ hai là nếu bị nè thì bạn được cái gì. Nó nếu bị nè thì bạn được cái gì nha. Và cái kết quả này có thể là một con số, một chuỗi, một hàm, nhớ nha. Và nếu bạn dùng if nè rồi, nếu đời không yêu cầu thì nhớ nhưng mà anh đừng dùng nó, mà dùng thẳng if error, dùng được mà dùng thẳng if error luôn. Tại vì if error và if nè cách dùng như nhau, cách dùng như nhau, nhưng if error nó giải quyết được nhiều hơn một lỗi nè. Đó, tức là lỗi red nó giải quyết được nè. Đó, lỗi value nó giải quyết được nè. Thông thường các bạn xem việc value chứ red thì ít bị lắm. Đó, thường người ta sẽ đưa cái if error này vô cái trường hợp á là value. Đó, và nó giải quyết được luôn lỗi nè, được chưa? Nên nếu bạn dùng vậy thì thôi, mời các bạn dùng if error luôn dùm anh, khỏi dùng if nè, hay gọi là if hoặc là if ES nè. Các bạn sửa vô dùm anh nha. Cảm ơn bạn Thảo nha. Rồi. Thì các em thấy nè, đối với hàm, cách dùng của hàm ES nè nè ở if nè thì nó giống như if error nha, nhưng mà cái nguyên cái if nè, các em lưu ý nè, if nè nó chỉ giải quyết được cái lỗi nè thôi nha. Còn if error thì nó giải quyết được nhiều lỗi hơn. Nên nếu đề bài không nói gì, anh ưu tiên các bạn nên dùng if error. Rồi, đối với đề 2 đây thì nó các em lưu ý đơn giá lỗi thì mặc định nó là 1312 123000. Đó,
Tức là cái này nó sẽ giải quyết cái đơn giá nha. Đơn giá thì bài này là cái bài hồi nãy mình làm rồi, được chưa? Làm rồi, được chưa? Đơn giá nè. Đây rồi, thì bây giờ anh sẽ đưa ra một cái trường hợp anh giải quyết nhanh. Cái tên khách hàng, tên sơn, thể tích, số lượng và đơn giá anh sẽ làm nhanh ở đây, và anh không mở cho bạn coi những cái này đó. Các bạn bạn nào theo được thì ráng theo, không theo được thì nữa các bạn coi lại, tại này nó khá là dễ, được chưa? Tên khách hàng, tên khách hàng là cái bài này, tại vì nãy mình làm rồi nó bằng H lookup. K1, K2, K3 đó là mid, trị dò ký tự thứ 1, 2, 3, 4, hai ký tự bạn rồi. Tuy bài này bài nãy anh làm rồi cho các bạn rồi, chỉ có điều là đổi chút xíu thôi. Nó tên khách hàng anh này nha, và nó có nói như đây, K1, K2 ký tự thứ tư và lấy hai ký tự, ký tự thứ tư và lấy hai ký tự nha, cho anh đánh sai rồi. Tên sơn, tên sơn này giờ bằng VLOOKUP, nó là gì này, ký tự BTG, BTG nó là BTG là ký tự bên trái led, led một ký tự, trị dò xong các bạn quét bảng dò 20 nó thì có thể là sẽ có đáp án và không có đáp án này nè. Rồi tên sơn này người ta có nói là nếu xảy ra lỗi thì là gì này. Rồi bài này người ta quên, anh quên đợi các bạn rồi. Nếu giả sử trường hợp này, nếu tên sơn không có thì anh dùng là if anh a cho bạn coi, và nếu nó không có thì anh ghi lại gì đây, hàng trôi nổi nó, hay là không thu, không có tên cũng được nó này. Yeah, tức là cái nào mà nó gì nó không có đáp án thì anh đưa vô nè. Đó, các bạn thấy nè, nếu như nó kiểm tra cái nguyên cúp này nó bị lỗi anh nè, thì anh trả về đây là chữ hàng cho nổi hoặc là không có tên đó. Rồi thể tích thì nãy mình làm rồi, thể tích nó là hàng ký tự bên, những ký tự bên phải ha, nó những ký tự bên phải thì các bạn dùng đó là right len trừ cho mấy đây, nó len các bạn trừ cho 1, 2, 3, 4, 5, trừ cho 5 nha, và nhớ value thay vì dùng value thì hoàn nhân cho 1, được chưa? Cả hai đều đúng nha các bạn. Rồi số lượng, à lại quên nữa rồi, thể tích các bạn, thể tích các bạn là gì đây, là những ký tự ở giữa nha, thể tích các bạn là những ký tự ở giữa nha, nhầm nha các bạn. Mid nè, chữ xác, ký tự bắt đầu lấy ký tự thứ hai và lấy hai ký tự, nhớ chụp value hoặc thực hiện một phép toán không làm thay đổi kết quả, ở đây thường là nhân cho 1. Rồi cái số lượng các bạn chính là cái value và cái right, nó chính là cái right này len nè, len các bạn trừ cho, trừ cho 5, đóng value rồi thì bạn ra được cái số lượng nha. Rồi tiếp theo các bạn đơn giá, thì ở đây các bạn thấy đơn giá là cái bảng này nè. Thì đối với bảng này thì bạn nhìn sơ thì bạn gì, nếu bạn dùng H lookup thì bạn dùng 1 if, 2 if, với lookup thì bạn dùng 3 if, nên anh dùng H lookup nó bằng H lookup. Rồi trị dò các bạn là thể tích, trị dò sau đó quét bảng dò là cái bảng này F4 chấm phải if, nếu nếu như này, nếu cái tên sơn nó có thể là tên sơn hoặc là BTG là cái từ bên trái, nó có thể là gì này, bạn có thể dùng BTG, tức là nếu led, led của gì, led của cái này, led của cái này bạn lấy một cái từ, nó bằng chữ T, nó bằng chữ T thì bạn trả về gì này, nó bằng chữ T thì bạn trả về dòng số 2, dòng số, nếu là T thì dòng số 3 nha, đây dòng 1 nè, đây dòng 2 nè, và đây dòng 3 nè, đây dòng 3 nè bạn, nếu là T thì bạn dòng số 3. Và ngược lại nếu, nếu gì đây, nếu led, led này lấy 1 ký tự, nó bằng gì đây, nó bằng B thì là dòng 2, nếu nó bằng chữ B thì bạn trả về dòng 2, ngược lại dòng 4, 1 if 2 if, cách dò mình là 0 đó, thì bạn sẽ ra NA. Và người ta nói rằng nếu cái nào bị NA, nếu cái nào bị NA thì bạn trả về cái giá mặc định nó là 132.000, nó xin lỗi 123.000 đó, được chưa? Còn cái 34 đồ kia thì cái nãy mình làm rồi nè, không nói lại. Nếu nè, nếu cái gì đây, nếu bạn có thể dùng SA hoặc là dùng if NA hello, nếu nó đúng thì bạn trả về 123.000 enter đó.
sao chép. Rồi các bạn sửa này vô dùng hoặc, các bạn sửa vô dùng hoặc. Rồi và tương tự các bạn cái vận chuyển đồ kia ở đây thì hồi nãy có làm rồi, có làm rồi nên không có làm rồi các bạn, anh chỉ hướng dẫn các bạn tới đây thôi. Đó, rồi sau đó mình là học tiếp cái phần khác. Mời các bạn sửa vô dùng hoặc.